Đại sứ Philippines tại Trung Quốc Jose Santiago Santa Romana ngày 9 tháng 4 cho biết Manila mong muốn đạt thỏa thuận khai thác dầu và khí đốt với Bắc Kinh trên Biển Đông trong vài tháng tới. Phát biểu trong cuộc họp báo ở đảo Hải Nam Trung Quốc đúng ngày Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới quốc gia đông dân nhất thế giới, ông Romana nói, "Chúng tôi đang cố gắng để đạt thỏa thuận trong khoảng vài tháng tới." Báo Manila Bulletin của Philippines trích lời đại sứ Romana cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành để tìm ra một khuôn khổ pháp lý chung cho việc thăm dò khoáng sản của hai bên ở Biển Đông. Nhà ngoại giao hàng đầu của Philippines ở Bắc Kinh cho biết như trên tại một cuộc phỏng vấn với báo chí trước thềm Diễn đàn thường niên Châu Á Bác Ngao tại Trung Quốc. Vào tháng 2 năm 2018, cả hai bên đều đồng ý thiết lập một ủy ban đặc biệt để bàn việc khai thác chung các mỏ dầu và khí ở ngoài khơi tại khu vực mà hai bên đều có tuyên bố chủ quyền mà không cần phải nêu vấn đề tranh chấp. Hôm 9 tháng 4, Tổng thống Duterte đã bay sang Trung Quốc để tham dự Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao. Ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 10 tháng 4.